Vụ vạn thịnh phát xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn địa phương thi hành án Khối tài sản thu được tại nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca sẽ được xử lý như thế nào? Thông tin mới vụ xin khai thác kho báo 3 tấn vàng dưới sông Cà Tì Bác sĩ nước ngoài tới Việt Nam học kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của Việt Nam Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ việc lớn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước, dư luận xã hội. Vì vậy, Tổng cục Thi hành án đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực, cán bộ thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tại họp báo thường kỳ chiều hôm 12 tháng 4, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan vụ vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết: Vụ án này vừa được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm. Bản án có phần nội dung về bồi thường thiệt hại với khoản tiền rất lớn với nhiều tài sản, nhiều đương sự. Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, ngay trong giai đoạn điều tra và truy tố, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên, phong tỏa và chuyển giao tài sản, vật chứng cho cơ quan thi hành án sau đó tổng cục thi hành án dân sự đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra giả soát những thủ tục pháp lý đối với các tài sản vật chứng đó để đảm bảo việc thi hành án về trình tự thủ tục ông nguyễn thắng lợi cho rằng hiện nay bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật sắp tới nếu phần tuyên án về bồi thường thiệt hại mà không có kháng cáo hoặc có kháng cáo và tòa án cấp phúc thẩm tuyên bản án có hiệu lực bên liên quan có đơn đề nghị thi hành thì cơ quan thi hành án sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật Ông Nguyễn thắng lợi cho biết, vụ việc Vạn Thịnh Phát là vụ việc lớn được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước, dư luận xã hội. Tổng cục thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Tới đây là cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, cử cán bộ hướng dẫn địa phương thi hành án, sẵn sàng ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật thì sẽ tiến hành theo đúng quy định pháp luật cũng liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Vụ án có số bị hại rất lớn thuộc giai đoạn 2 của vụ án. Vì vậy, nhiều người quan tâm vụ Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát sẽ được thi hành án luôn hay chờ vụ trái phiếu rồi thi hành án một thể. Trước câu hỏi này, ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết đối với vụ trái phiếu, khi nào bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án sẽ tổ chức thi hành theo đúng quy định liên quan đến vụ vạn thịnh phát, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước. Đối với số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ mà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra, theo hội đồng xét xử phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án trong phần nhận định hội đồng xét xử cho rằng bị cáo nhàn biết rõ bị cáo trương mỹ lan nắm chi phối gần tuyệt đối tại scb toàn quyền chỉ đạo hoạt động ngân hàng này tuy nhiên bị cáo nhàn đã thông qua võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb để hai lần gặp gỡ bà lan trao đổi về kết quả thanh tra Thông qua bị cáo Văn và Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của SCB, bị cáo Nhàn đã nhận 4 lần nhận tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Lan để chủ trì xây dựng kết quả thanh tra theo hướng không đề nghị đưa ngân hàng này vào dạng kiểm soát đặc biệt, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra các sai phạm. Theo hội đồng xét xử, việc ban hành kết luận thanh tra là phương thức để bị cáo Nhàn thỏa thuận với bà Lan nhằm nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, về các lần nhận tiền của bà nhàn lần đầu tiên là sau khi thanh tra đợt một hai lần nhận tiếp theo là ở thời điểm lấy ý kiến xây dựng dự thảo kết luận thanh tra và lần cuối vào lúc ban hành kết luận sâu chuỗi toàn bộ hành vi tòa nhận thấy việc bị cáo nhàn gặp bị cáo lan chỉ đạo đoàn thanh tra bỏ qua sai phạm của scb là thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ quy định bởi với cương vị là trưởng đoàn thanh tra, đáng lẽ bị cáo nhàn phải báo cáo người ra quyết định chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, nhưng lại đề xuất bưng bít sai phạm để nhận tiền từ SCB. Hành vi của bị cáo nhàn có mối quan hệ nhân quả giữa nhận tiền và ra kết quả thanh tra. Tại phiên tòa, bị cáo trình bày việc nhận tiền nhằm bảo vệ gia đình do thấy nhiều người liên quan trong vụ án thiệt mạng. Tuy nhiên, tòa cho rằng lời trình bày này không có căn cứ. Hội đồng xét xử cho rằng, việc bị cáo nhàn nhận tiền diễn ra trong thời gian dài, nếu không muốn thì không thể 4 lần gặp bị cáo văn để nhận, thậm chí cho mật khẩu nhà riêng. Một số đối tượng đã chết khi vụ án bị khởi tố, sau thời điểm bị cáo nhận tiền. Lời biện hộ của bị cáo không có căn cứ, không phù hợp tình tiết khách quan của vụ án. Bị cáo nhàn nhận số tiền đặc biệt lớn, đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau khi nhận tiền, bị cáo nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này. Trong đợt thanh tra lần 2, bị cáo nhàn chủ động đề xuất bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa bị cáo nhàn chưa thành thật thừa nhận hành vi phạm tội nếu cần phải có mức án nghiêm khắc nhất nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo khác trong đoàn thanh tra có nhận quà và tiền từ scb theo hội đồng xét xử các bị cáo này không biết việc bị cáo nhàn gặp văn để thỏa thuận về việc nhàn sẽ chỉ đạo ký báo cáo thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm tại scb Do đó, các bị cáo trong đoàn thanh tra không bị truy tố cùng tội danh nhận hối lộ như bị cáo nhàn. Theo đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án trung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4 về 3 tội danh nghiêm trọng. 85 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 3 năm tù treo cho đến tù trung thân. Ngoài các mức án đã tuyên thông qua việc xét xử vụ án này và một số vụ án gần đây, hội đồng xét xử nhận thấy có tình trạng lợi dụng chính sách pháp luật thông thoáng trong việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp để thực hiện các hành vi như lập công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, trốn thuế, thuê người đứng tên, trồng chéo thành viên góp vốn. Các hành vi này gây khó khăn cho cơ quan chức năng, khiến khó phát hiện sai phạm. Hội đồng xét xử cũng nhận thấy quá trình xét xử vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB và tại ngân hàng Đông Á, nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm toán đã bộc lộ. Do đó, Hội đồng xét xử cũng đã nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2. Đầu tiên, hội đồng xét xử kiến nghị nâng cao vai trò quản lý trong công tác kiểm toán nhà nước, kiểm toán tại các ngân hàng, đảm bảo minh bạch tài chính. Tiếp đó, kiến nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn khuyến khích tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực trong công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại các tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc cá nhân tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác, giao kết nhằm thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Cuối cùng, Hội đồng xét xử đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét, giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Ngày 12 tháng 4, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt các bị can vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và các đồng phạm. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nhận 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng tại phiên tòa, thẩm phán Bùi Văn Tuấn đọc nội dung bản án và quyết định của hội đồng xét xử về việc liên quan đến tài sản của bị cáo Đỗ Hữu Ca trong quá trình bị bắt giữ. Theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ số 24 trên 18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên ông đỗ hữu ca cùng vợ là bà vũ thị lộc và các cá nhân khác sổ tiết kiệm mang tên bà vũ thị lộc và các cá nhân khác về nguồn gốc tài sản ông đỗ hữu ca khai từ việc tiết kiệm từ lương do bố mẹ để lại qua của các đơn vị và từ việc kinh doanh bất động sản kết quả điều tra xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án song do ông ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh nên cần được tiếp tục xác minh và làm rõ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra, xác minh, xem xét xử lý sau. Tại phiên tòa xét xử vào hôm 12 tháng 4, hội đồng xét xử đã đánh giá những tài sản này không liên quan đến vụ án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết. Vì vậy, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ không đề cập đến việc trả lại tài sản cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Trong ngày xét xử sơ thẩm thứ hai, vụ án cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, ngay khi bắt đầu phiên xét xử, Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca đặt câu hỏi cho thân chủ rằng có suy nghĩ gì về những lời khai tại tòa vào ngày 10 tháng 4. Trước vành móng ngựa, ông Đỗ Hữu Ca trải lòng. Khi kết thúc ngày xét xử đầu tiên, đêm đến tại phòng tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và lời khai của các bị cáo khác. Ông Ca thừa nhận, nhận thức pháp luật của bản thân chưa đúng. Bị cáo Đỗ Hữu Ca nói tại phiên tòa, tôi nghỉ hưu, tư duy pháp luật lỗi thời, tuổi thì già, Tiếp cận kiến thức mới khó khăn nên đã có những nhận thức chưa đúng. Hành vi phạm tội của tôi được mô tả trong cáo trạng là đúng, phù hợp với kết luận điều tra. Bây giờ tôi đã nhận thức đầy đủ pháp luật. Cảm ơn hội đồng xét xử, tôi nhận tội đúng như cáo trạng truy tố. Tôi thành khẩn khai báo, xin nhận được sự quan tâm giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Sau khi nhận tội vào sáng ngày 11 tháng 4, bị cáo Đỗ Hữu Ca cũng chia sẻ khá dài khi được cho nói lời sau cùng. Ông Ca nhắc lại việc coi bị cáo Trương Xuân Đức như em ruột, rất xúc động khi Đức nhiều lần tới nhà chăm sóc mẹ mình lúc bị bệnh. Ông Ca nói: "Tôi rất ăn năn hối hận hành vi của mình và xin được hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội." Đồng thời, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh để họ sớm trở về chăm sóc người thân. Còn bị cáo Trương Xuân Đức thì tâm phục khẩu phục với hội đồng xét xử, bị cáo này cho biết vẫn coi ông Đỗ Hữu Ca là anh trong nhà và mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo Ca để ông sớm về nhà chữa bệnh. Ở phiên tòa trước đó, ông Ca đã kiên quyết phủ nhận việc mình nhận 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đức nhằm chạy án. Hai bị cáo Đỗ Hữu Ca và Trương Xuân Đức đã có màn đổ tội tranh cãi gay gắt liên quan đến số tiền trên. Vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, chú tỉnh Bạc Liêu, xin khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Tân có đơn xin phép khai thác vật quý. Đơn vị đã phúc đáp và hướng dẫn ông thực hiện các nội dung theo quy định để được xem xét việc xin khai thác 3 tấn vàng do quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ti. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn. Cụ thể, ông Tân không có phương án thăm dò và phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian, cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò. Đồng thời, ông này không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc với nơi trôn giấu kho báu. Qua hai lần tới gặp và làm việc trực tiếp tại sở, ông Tân cũng không cung cấp được thông tin nào cụ thể, rõ ràng liên quan tới kho báu. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, Ông Tân nói rằng chỉ nghe một người quen, hiện đang sống ở Tánh Linh, khoảng 80 tuổi kể lại. Người này đặt vấn đề để ông Tân đứng ra xin khai thác, chứ không phải cụ tổ phát hiện như ghi trong đơn. Tuy nhiên, ông Tân không chịu cung cấp thông tin cụ thể của người quen này. Từ thực tế trên, Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cơ sở để xem xét giải quyết việc xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti theo như đơn đề nghị của ông Tân. Ngoài ra sở cho rằng Vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai thác là vàng, không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Đơn vị đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành và cho rằng những nội dung xin khai thác 3 tấn vàng như trong đơn của ông Tân thì phải do Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính chủ trì. Ngày 12 tháng 4, Bệnh viện Nội tiết Trung ương thông tin, thời gian qua có 3 học viên là các bác sĩ, chuyên gia người nước ngoài đến từ các nước Azerbaijan và Ấn Độ đã đăng ký tham gia khóa học kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Dr. Lương tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đó là bác sĩ Eminov Vusalatip, trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện Trung ương Bộ Nội vụ Azerbaijan và làm ca Chandra, bác sĩ phẫu thuật ung thư thuộc Bệnh viện Medicover Ấn Độ và bác sĩ Pavirasan Mugam, tư vấn viên thuộc Trung tâm Ung thư Apollo Proton của Ấn Độ các bác sĩ đã được theo dõi trực tiếp các ca mổ thị phạm cùng phó giáo sư Trần Ngọc Lương, nguyên giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương, đồng thời là cha đẻ của phương pháp nội soi tuyến giáp qua đường nách, còn được mọi người gọi là phương pháp nội soi Dr. Lương. Bác sĩ Pavitra Sanmugam cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến Việt Nam và bất ngờ về trình độ chuyên môn cũng như trang thiết bị hiện đại của y tế Việt Nam. Bác sĩ Pavitra Sanmugam chia sẻ, ở Ấn Độ tôi đã có cơ hội được học phương pháp nội soi tuyến giáp Dr. Lương từ giáo sư của tôi cũng đồng thời là người từng được đào tạo từ kỹ thuật của bác sĩ Lương. Tôi cũng đã học được về quy trình này trong thời gian ngắn tại Ấn Độ, nhưng khi được tham gia khóa đào tạo trực tiếp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng với sự giúp đỡ của giáo sư Lương, tiến sĩ Hiệp, bác sĩ Sơn. Trong các buổi phẫu thuật thực tế trên bệnh nhân mắc tuyến giáp, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và giờ tôi sẵn sàng trở về nước thực hiện phương pháp Dr. Lương với những gì đã được học tại đây. Bác sĩ Eminov Vusan Latif cho hay sau khóa học về nước, Bác sĩ đã áp dụng thành công phương pháp này với bệnh nhân của mình. Còn bác sĩ Valam Karthik Chandra chia sẻ, kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của các bác sĩ Việt Nam có nhiều ưu điểm so với khu vực và cả trên thế giới. Vị bác sĩ này nói, điều khiến tôi ấn tượng là khi ứng dụng phương pháp này, bệnh nhân chỉ phải trả chi phí rất thấp so với các phương pháp khác. Khi được hỏi về quyết định tới Việt Nam để học kỹ thuật nội soi tuyến giáp Dr. Lương mà không phải là những kỹ thuật khác, bác sĩ Pavitra cho biết Do kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp này không được thường xuyên thực hiện tại Ấn Độ, đồng thời với tính ưu việt như chi phí thấp, thời gian phẫu thuật rút ngắn, bình phục nhanh, ít tổn thương nên chị đã quyết định dành thời gian tới Việt Nam để tham gia khóa đào tạo. Hiện kỹ thuật mổ này đã được Việt Nam chuyển giao đến nhiều nước trong khu vực và trên thế giới như Australia, Bồ Đào Nha, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Trung bình mỗi ca mổ nội soi tuyến giáp chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút an toàn và hiệu quả tiết kiệm chi phí phẫu thuật viên chỉ cần sử dụng dụng cụ mổ nội soi ổ bụng thông thường không cần dụng cụ chuyên biệt được biết kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp đông tờ lương áp dụng mổ cho tất cả bệnh lý của tuyến giáp như bướu nhân bacerop ung thư tuyến giáp có thể mổ được những bướu lớn mà không cần phải cắt bất cứ cơ cổ nào trước kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách của việt nam đã được các chuyên gia bác sĩ hàng đầu thuộc chuyên ngành phẫu thuật nội soi u bướu đánh giá cao Tối 11 tháng 4, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ ông Phan Văn Thắng, cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra kinh tế chức vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Trước khi bị bắt, ông Phan Văn Thắng từng bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khám xét nhà riêng và câu lưu trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Lý do ông Thắng bị bắt vì được cho có dính líu đến một số cá nhân trong vụ việc giám định thiệt hại tài sản tại Trường Đại học Đồng Nai. Trước khi bắt ông Thắng, cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, là giám định viên trong vụ án trường đại học Đồng Nai về hành vi nhận hối lộ. Các nguồn tin xác tín, Sở dĩ ông Thắng bị bắt vì nóng ruột chuyện em ruột là ông Phan Văn Thanh, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán trường đại học Đồng Nai, bị bắt giam trong vụ sai phạm ở trường đại học Đồng Nai. Vì vậy, ông Thắng đã tiếp cận nhiều người tham gia thẩm định giá trong vụ án tại trường đại học Đồng Nai. Được biết, ông Phan Văn Thắng từng là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Thắng được phân công giữ chức vụ trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước khi nghỉ hưu, ông Thắng là tránh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ngày 11 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình, 37 tuổi, chú thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đinh Tiến Bình là tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H027 gây tai nạn khiến 3 người của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong, một người bị thương nặng. Kết quả điều tra xác định, chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, ông Đinh Tiến Bình lái xe tải chở đá lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Đắk Lắc đi Gia Lai. Khi qua thôn Tàu Cho, xã Ia Hờ Rú, huyện Chư Pư, xe tải này vượt bên trái xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, chú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Đúng lúc này, tài xế Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải biển kiểm soát 47C 263 do tài xế Nguyễn Tấn Sơn điều khiển đang đi theo hướng ngược lại nên đánh lái về phần đường bên phải và tông vào đuôi xe 5 chỗ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi bị tông, xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mất kiểm soát quay ngang và bị xe tải biển kiểm soát 81H027 tiếp tục tông vào, đẩy xe đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào xe tải biển kiểm soát 47C263. Vụ tai nạn khiến xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị vò nát, kẹp giữa hai xe tải. Thời điểm này, trên xe còn có huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira, sinh năm 1996, quốc tịch Brazil, và bác sĩ Đào Trọng Chí sinh năm 1992, chú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Chí và cầu thủ Paulo Madeira Oliveira tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương tích nặng với kết quả giám định 44% thương tích. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H027 vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của ba tài xế đều âm tính. Kết quả xác minh tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 81H027 tại thời điểm gây tai nạn là 55 km/h. Từ bản cáo trạng của vụ việc, hành vi của bị can Đinh Tiến Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác được pháp luật bảo vệ, phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với tình tiết định khung hình phạt làm chết 3 người trở lên, quy định tại điểm a khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự với khung hình phạt bị truy tố từ 7 đến 15 năm tù. Ngày 12 tháng 4, sau 2 tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê ở Tiền Giang, tạm trú thành phố Thủ Đức về các tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Nguyễn Đăng Khoa là kẻ ra tay sát hại chị VTT, Sinh năm 1999, quê Đồng Nai và ngày mùng 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết ở thành phố Thủ Đức. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đăng Khoa và chị VTT ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tân Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Phòng của Khoa ở dãy đối diện với phòng của chị T. Nguyễn Đăng Khoa học hết lớp 10 thì nghỉ, đi làm công việc bán thời gian không ổn định, ham chơi game. Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài, ngày mùng 8 tháng 2 tức ngày 29 Tết Giáp Thìn, thấy chị T ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê. Lúc này những người khác ở trong khu trọ đã về quê. Nên Nguyễn Đăng Khoa lấy lý do nhờ chị T qua phụ dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị T vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng vật nhọn đe dọa, uy hiếp, khống chế và ra tay làm hại nạn nhân. Sau đó, Khoa lấy tài sản của nạn nhân gồm một lắc vàng, ba nhẫn vàng, một điện thoại di động iPhone 12 Pro, một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng. Ngoài ra, hắn còn xâm hại nạn nhân. Sau đó, Nguyễn Đăng Khoa phân chị Tê ra rồi cho vào túi ni lông cột kín, rồi đem phi tang xuống mép kênh ven đường ở khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Tiếp đến, Khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân. Những tài sản còn lại chưa bán, Khoa mang về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, chơi Tết. Ngày 13 tháng 2 năm 2024, đối tượng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại cơ quan công an, Nguyễn Đăng Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.